Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện A Lưới thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn trong ngày hội của non sông. Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Sau những công việc hàng ngày, nhiều chị em phụ nữ Tà Ôi tranh thủ thời gian tề tựu về nhà văn hóa cộng đồng ở thôn Ca Lô, xã A Roàng để nắm bắt các nội dung thông tin về công tác bầu cử cũng như tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tư cách là một cử tri người đồng bào thiểu số thì bọn em nhận thức được rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nó không chỉ là một sự kiện chính trị mà đó còn là một ngày hội lớn của dân tộc. Để mà lựa chọn những ứng cử viên thì bản thân em nhận thức rằng mình cần phải sáng suốt lựa chọn ra những người có đức, có tài, có tâm, thực sự đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân để mà làm sao lãnh đạo cho quần chúng nhân dân ở địa phương thoát được nghèo, giảm nghèo để đưa cho kinh tế của địa phương được phát triển đi lên. Đó là điều mà bọn em tâm đắc và nguyện vọng nhất ở trong cái bầu cử sắp tới á. A Roàng là một xã vùng biên giới có 98% số hộ là đồng bào dân tộc. Toàn xã bố trí 6 tổ bầu cử với số lượng hơn 2.000 cử tri. Hiện đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri tại các tổ. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tầng thôn bản, xem đây là ngày hội của toàn dân. Qua đó, bà con nhân dân phát huy vai trò trách nhiệm, quyền dân chủ để đánh giá khách quan, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ứng cử lần này để đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của mình. Hiện nay là công tác là hiệp thường nhân sự. Đợt 1, đợt 2 là cơ bản đã xong. Thì hiện nay chỉ còn là chờ là cái ngày mà hội mà để là bầu cử của toàn quốc. Vận động ứng cử thì hiện nay cũng đã hoàn tất vấn đề là các đợt mà về vận động. Thì hiện nay chỉ còn là công tác tuyên truyền, vận động bà con để là chọn những người có đức có tài để là chúng vào đại biểu từ Quốc hội, tỉnh và huyện, đặc biệt là đại biểu Hội đồng xã nhiệm kỳ 2021-2026. Cho đến giờ phút hiện tại thì tất cả các khâu từ công tác tuyên truyền, trang trí cũng như là công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 90 điểm bầu cử trên địa bàn toàn huyện A Lưới thì cơ bản vừa qua chúng tôi đã tổ chức một đợt cao điểm và các đồng chí ủy ban bầu cử huyện cũng đã về cơ sở trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn, và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã họp ủy ban bầu cử để quán triệt rà soát lại. Thì cơ bản cho đến hiện nay tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn của huyện A Lưới đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Để công tác bầu cử diễn ra dân chủ và đạt kết quả tốt, huyện A Lưới còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đúng theo tinh thần sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.